đàn này thì chứ nè, phải không biết là con yêu ghê nè. Rồi giờ con, có tiền nhiều đi đi siêu thị rồi. Siêu thị chi nè? Đi mua giặt nước giặt cho mẹ. Trời, dỗ vậy? Ai gì? Sao mẹ không tự mua mà bác gái đi mua đập heo lấy tiền gái đi mua nước giặt vậy? Thì mẹ kêu con. Vậy hả? Mẹ có kêu không? Thương mẹ vậy luôn hả? Mua nước giặt gì nào? Nước giặt vậy. À, cha hiểu rồi. Vậy là bé sữa mua nước giặt để bé sữa giặt cái quần. Hồi trưa bé sữa đi tè trong quần ở lớp tên 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 tên, đúng không? Đúng. Mắc cỡ gì, mắc cỡ gì mà tính tắt máy của tôi hả? Ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú ơi, đây đây là đứa bé nè, đi học lớp mầm rồi mà còn tè trong quần nè. Đó, mang về cái quần à dơ nè, rồi tự giấu cái quần nè. Hàng xí sáng mình thấy lọ mọ đi học về tự nhiên sẽ lấy cái cặp kéo cái quần ra rồi bỏ vô máy giặt luôn. Rồi bây giờ thì đập con mèo ra để lấy tiền để đi mua nước giặt về cho mẹ giặt. À, hay là đúng là giặt cái quần mình đi tè. Tại sao bé sữa lại đi tè trong quần? Tới à? Hả? Biết. Sao không biết? Mình đi mà sao mà không biết? Hả? Như vậy là xấu lắm biết không? Con xin lỗi chưa? Biết. Xin lỗi ông bà cô chú nè. Từ nay sao? Từ nay con không đi học, con không tè mũi. Mà con tè lúc đó tè sao? Con kể là ông bà cô chú nghe đây. Lúc mà con đi ngủ là con ngủ luôn rồi. Là con khi nào con mặc áo đầm là con tè trong quần. Là buổi là bị xét nghiệm con không có đi kịp đâu. Mà bộ não của con cũng đang ngủ rồi. Bộ não của con chưa dậy. Có nghĩa là bộ não còn ngủ, chưa có dậy. Nhưng mà mình thì đi tè ở dưới rồi, đúng không? Đúng rồi, ở dưới ướt luôn hả? Tại bộ não của con không dậy đi. Vậy sao bộ não? Bộ não mê ngủ hả? Rồi còn sao? Rồi ở dưới. Rồi kêu bằng cái gì ta? Xin lỗi bà con cô bác nha. Rồi em bé ở dưới là tự đi tè luôn. Hả? Hả? Sao rồi kể cho nghe coi sao rồi cô có la không? Dạ không. Rồi con có giải thích cho cô sao không? Không. Nhưng mà sao bộ não không mê ngủ quá vậy? Bộ não không dậy để đi tè cho bé sữa đi tè. Hả? Cho mới nghe luôn nha. Hả? Mà mình nói nghe nè. Nó nhỏ thôi. Nó nhỏ thôi để mọi người nghe. Là bữa giờ con đi tè mấy lần rồi trong lớp. Nó nhỏ thôi. Hai lần hả? Vậy thì bí mật của cha con thôi nha. Đừng nói ai biết nha. Con sẽ lấy hết. Nó mặt của chú giữ bí mật luôn nè. Nè ông bà cô chú giữ bí mật của con đi. Hả? Không nói ra đâu. Hả? Nói ông bà cô chú giữ bí mật cho con nè. Hơn bà cô chú đi nói tùm đùm á. Nè. Bé sữa. Con không nói ông bà cô chú. Ông bà cô chú nói tùm lum luôn nha. Là mắc cỡ luôn á. Hả? Ôi là mai đi học có tè nữa không hả? Ây dạ. Mai đi học có tè nữa không hả? À, bé sữa mai dặn bộ não gì sơ dậy sớm nha, dậy cho bé sữa đi tè nha nha. Mẹ không đây vừa về tè không? Tiền đánh gì? Tiền đi mua nước giặt. Nước giặt làm chi? Giặt đi. Ờ, mẹ giặt cho con. Giặt con chi? Giặt cái nào? Đâu cái quần nào tè đâu? Đâu con? Không. Sao vậy? Mắt con giặt. Hả? Mới giặt đâu vậy? Giặt chưa? Giặt rồi. Này đi mấy cái à? Bữa giờ đi mấy lần rồi kể cho nghe em nghe. Đừng có nói mẹ nghe. 1, 2, 3. Sao nãy nói 2 lần? Là tất nhiên là con về 2-3 tuần rồi con mới dưới con tè 2 quần rồi dưới con về 2 tuần. Nhưng mà cha hỏi nè, ở trong lớp có ai tè giống con không? Dạ không. Có mình con tè hả? Ốc tiêu có tè không? Con không.
Ủa sao con kỳ vậy? Sao vậy, có mình bộ não con lo ngủ thôi hả? Mẹ đâu kêu sinh nhật ở đây. Mẹ con thích mẹ này lắm á. Ủa ngày mai sinh nhật hả? Em cũng làm bắp. Nhiêu đó đủ tiền mua nước giặt không? Con muốn làm nhé. Nói nghe nè, nói nghe nè. Du học rồi có cái gì nữa không, kể cho nghe coi. Có kiểu nè, có bánh nè. Có vụ gì không, có bạn, có mấy cái gì xấu nữa không, kể cho nghe coi. Có vô đó có khóc không? Có khóc không? Dạ không. Dạ không. Thiệt không? Có nhớ mẹ, nhớ cha không? Dạ, nhớ. Nhớ làm sao? Lúc đó con nhớ làm sao? Rất nhớ. Con... tự nhiên con thấy nó đau mà con nhớ đi bà mẹ, con biết bà mẹ đi khi nào á. Trong động có bạn nào không ngoan không? Bạn Mai Lan nữa. Bạn Mai Lan không ngoan hả? Rồi bữa giờ bé sữa có phụ cô cho bạn nào ăn cơm không? Không. Dạ không. Sao con vậy? Phụ gì? Con phụ các bạn làm gì hả? Con phụ các bạn làm gì? Bé sữa giỏi lắm nha bà con chú anh chị. Vô lớp ê dơ đâu cũng ngoài vô lớp á là ăn cơm ngoan ngoãn lắm, ăn cơm nhanh lắm, và phụ cô và đút cơm cho các bạn, dỗ các bạn ngủ nữa. Rồi sốt 28 thôi không có sốt. Rồi phụ cô lấy bình bông rồi ra nè, trải bàn đồ nó, nói chung ngoan lắm. Nhưng mà thật là tiếc đó là cái lớp học thì mình không có vô trong để mình quay được đó, tại cô bận dạy, chứ mà vô trong quay được sữa mà phụ cô sữa học chắc cũng dễ thương lắm. Bữa nay sữa có hai bài mới không? Bài hai ngón tay nhúc nhích là con hả cọc cọc, ba ngón tay nhúc nhích là con meo meo meo, bốn ngón tay nhúc nhích là con cua bà ơi động là con tôm bò bèo, bốn ngón tay nhúc nhích là con bé tên bài đem lại kích cả tim vai. Cái gì nữa, hát lại chưa nghe rõ. Lại nè dễ thương nè. Một con bớt nè, một con cơm nè, một con mèo nè, bà hát lại nè một con ơ hảo nè. Hát lại nè sao nè. Một ngón tay nhúc nhích đi. Một ngón tay nhúc nhích là con chó đang bơi, hai ngón tay nhúc nhích là con mèo đang leo, ba ngón tay nhúc nhích là con lợn đang ngủ, bốn ngón tay nhúc nhích chứ sao. Hai ngón tay nhúc nhích là con hổ con. Một ngón tay nhúc nhích. Ba ngón tay nhúc nhích là con meo meo meo, bốn ngón tay nhúc nhích là con cua bò bèo, năm ngón tay nhúc nhích là con bướm tiên bay đem bay trời đem bay. Rồi cho hát lại nha. Hai ngón tay nhúc nhích là con chim đang bay. Ba ngón tay nhúc nhích là con trâu gặm cỏ. Bốn ngón tay nhúc nhích là con thỏ đang bơi. Mà năm ngón tay nhúc nhích là con dơi đang lội. Đúng không? Sai. Hát sao? Con hổ. Rồi hát sao đâu? Con hổ. Con mèo. Hát sao? Con tôm. Rồi hát lại đi. Con bướm. Chả hát như vậy đó. Hát lại cha chưa không nhớ, hát lại cho nghe coi. Cha không nghe rồi. Cha không biết hát. Hả? Cha không biết hát. Cha không hết hát. Xấu xí, tự nhiên ốc tiêu đang ở chuồng, tự nhiên quay sao cắt một đoạn. Hả? Thôi đừng con. Đừng có nhìn em đang nấm mực, em đang xuất thuốc cho nên em phải ở chuồng. Đi mà xuất thuốc. Đi về bánh. Kêu em xuất thuốc xong rồi em mặc quần vô nha. Chỉ có sự có lời dục hết dục riêng. Hai ngón tay nhúc nhích là con bướm đang bay. Còn bài gì nữa không? Sữa bé sữa còn bài nào không? Ê, mà cái chỗ ngủ gì quá trời mền gối có bông. Sữa còn bài nào nữa không? Giờ sữa đi về chợ với mẹ hay là với cha? Sữa đi chợ
Có đi với cha không? Không. Rồi ngày mai ngủ có tè dầm nữa không? Không. Dạ không? Con á, nói gì vậy? Không được. Thì cha đóng giết cô Mỹ đi. Hả? Cha đóng đi vì ở một tiếng anh buồn với cô Mỹ. Còn mềm tiếng anh buồn hát sao đâu? Hát sao? Thử không thuộc rồi. Anh gì? Lục bình trên sông. Lục bình trên sông trôi gì đâu? Con nước xuôi dòng. Anh hiểu. Em nói anh ơi. Em nói anh ơi. Em chỉ một tiếng mình lụng bình. Anh lội qua sông, hai thằng em qua tiếp lụng bình. Anh cười, em cười nhìn anh. Em ơi rằng anh khờ ghê đi. Rồi hẹn mùa sau đeo khi trầu cao. Khi trầu cao sông thắm một màu, màu. Áo cưới cô dâu. Em nhớ mai màu anh tím. Anh nhớ mai màu tím lục bình. Em nhớ anh nhớ mai màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao? Anh hỏi tại sao? Em lấy hoa tím lục bình. Em anh trả lời anh tím chung tình kiếm của lòng em. Ốc tiêu đáp tiêu đừng ốc tiêu đi đừng mặc quần ốc tiêu đi tùm lum lên hình xấu nè. Rồi ngày hôm nay em nơi đành vui với người ta. Ta em bao quên em bao quên những gì ban đầu có chương trình màu tím qua xưa một mình đơn coi em bao đêm dài với người bao đêm dài tự nhiên tao quên ngang vậy. Một mình đơn coi bao đêm dài. Mày có dòng sông giống tóc ở tự nhiên quên vậy sao? Sữa ơi, Sữa ơi, xíu cha con mở cao kê hát bài đó ha. Ha rồi, thôi chào tạm biệt bà cô chú đi. Mẹ đi đâu mà mẹ đang muốn nghe vậy? Rồi mẹ vô siêu thị. Rồi chào tạm biệt đi mày đi. Bye bye. Xíu cha con vô cô ba bài màu tím buồn nha. Không. Dạ không. Thôi nhớ xíu cô ba. Thôi chào tạm biệt nè. Bye bye. Xíu mình hát là sửa hát nè. Rồi chào tạm biệt quý bà cô chú nè. Lo đi không ạ? Cảm ơn quý bà cô chú nhiều nhiều nha. Sẽ sửa đi siêu thị xíu cái xương dừa với trà sữa vô cô ba bài màu tím buồn để gửi tới quý bà cô bác nha. Chúc bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại. Bye bye.